Suốt 2 tháng vừa qua, cái tên 1977 Lốc chính là một trong những từ khóa quan nhất trên. Đi đâu cũng thấy người ta nhắc đi nhắc lại về cái tên này cùng ba hero chính trong clip, Trung Anh, Diệt Anh và Văn Tân. Thậm chí, ba anh chàng này còn được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và gọi là idol mới của lòng mình. Lượng theo dõi và tương tác trên trang cá nhân của cả ba cũng theo đó mà tăng một cách chóng mặt. Không biết ngoài sự hài hước, dí dỏm trên mỗi clip, ba chàng trai có gì khác lạ nữa không nhỉ? Ba chàng trai của 1977 Lốc. Chắc hẳn nhiều người đã nhận thấy sự giống nhau đáng sửng sốt của Trung Anh và Diệt Anh. Câu trả lời là họ chính là đồng đội sinh đôi, Trung Anh là anh, Diệt Anh là em. Có lẽ cũng chính vì vậy mà họ có rất nhiều sở thích giống nhau như gu âm nhạc, thời trang hay niềm thích thú với phim Việt Nam ngày xưa. Anh chàng Trung Anh hiện tại đang làm biên tập viên, còn Diệt Anh thì làm game online. Cả hai đều là freelancer party man nên khá dễ chịu về mặt thời gian và có thể tập trung cho 1977 Lốc. Trung Anh trái và Diệt Anh phải. Chia sẻ về Văn Tân, anh chàng còn lại cho biết Tân là em họ của bọn mình. Thực ra ekip của mình xuất phát điểm chỉ có mình và Diệt Anh. Có lẽ là cái duyên gì đúng thời điểm bọn mình bắt đầu triển khai 1977 Lốc thì Tân cũng lên Hà Nội nhập học và bọn mình rủ Tân đóng cùng luôn. Tân rất hiền, hơi nhút nhát và gầy một tí thôi. Văn Tân hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Nói về tính cách của cả ba chàng trai trong 1977 Lốc, Trung Anh hài hước, bọn mình đều là người hòa đồng, vui vẻ, thích nói đùa và rất lôi cuốn trêu mọi người. Nếu quen bọn mình lâu có khi các bạn lại ghét mình quá. Bọn mình tầm thường bố trí lịch quay sao cho thích hợp với lịch học và làm việc của mọi người. Nếu ai thư thả sáng sủa thì sẽ quay hết các cảnh của người đó vào buổi sáng sủa, các buổi còn lại cũng tương tự, Trung Anh nói. Một vài cảnh trong clip đầu tay của 1977 Lốc Boy phim mới Cậu Vàng Cực Mạnh Cậu Vàng trong vai chó Siba. Một trích đoạn trong clip Boy phim mới Cậu Quà Cực Mạnh Cậu Vàng trong vai chó Siba của 1977 Lốc. Tuy nhiên hơi buồn một chút cho các fan của bộ ba này là hai trong ba anh chàng đã có bạn gái. Trong đó Trung Anh sẽ kết duyên vào tháng tới và chỉ còn em Tân là chưa có người thương. Vì vậy mà Trung Anh đã mạnh dạn đoán, chắc mẫu con gái lý tưởng của Tân là phải vĩ đại chút. Hiện tại dù mới chỉ có 3 clip nhưng kênh YouTube 1977 Lốc của ba đồng đội đã có 405k lượt search VBET và gấp rút nhận nút bạc. Cùng chúc cho ba chàng trai cùng 1977 Lốc ngày càng thành công và được.